Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ giới thiệu chương 4, một số thiết bị điện tử dân dụng. Đây cũng là chương cuối cùng của phần kỹ thuật điện tử. 37. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông. Mục tiêu của bài: hiểu được khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông, biết được các khối cơ bản, nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông. Một lớn, khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông. Đây là một số loại hình thông tin và viễn thông. Chúng ta có thể hiểu điện thoại, máy fax, máy in, máy vi tính. Thông qua các thiết bị kết nối, thông qua hệ thống thu phát để đưa lên vệ tinh hoặc đưa qua đường truyền. Từ hệ thống thu phát, chúng ta có kết nối và đưa lại về một địa điểm khác, có thể ở rất xa. Và đây là loại hình thông tin và viễn thông thông qua thiết bị vô tuyến. Thông tin, tức là dùng các biện pháp thông báo cho nhau những thông tin cần thiết. Còn viễn thông là truyền các thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện. Như vậy, hiện tượng siêu trăng, các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng siêu trăng xuất hiện thì sẽ làm động đất sóng thần và có sức tàn phá ghê gớm. Nhưng thực ra thì cũng không có vấn đề gì, đây chỉ là một hiện tượng bình thường. Như vậy, thông tin là đưa lại những thông tin mang tính thực sự hoặc mang tính nóng hổi để cho mọi người cùng tham gia và cùng mọi người biết được. Hoặc có thể thông tin về tình hình thời tiết cực đoan, những cơn bão mạnh tới 200 km/h, đó là siêu bão. Thế thì đây là những thông tin để giúp cho mọi người tránh được những hiện tượng thời tiết cực đoan mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Việc thông tin về thời sự, về thời tiết cũng là rất cần thiết trong cuộc sống. Hoặc thông tin về những cơn bão, trên đường đi của những cơn bão bằng các thiết bị vô tuyến, chúng ta thông tin cho nhau biết, thông tin thông báo cho mọi người biết để tránh được những hiện tượng thời tiết không mong muốn. 2. Sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông. 1. Phần phát thông tin. Phần phát thông tin gồm có nguồn thông tin, xử lý tin, điều chế mã hóa và đường truyền. Đây là sơ đồ khối tổng quát của phần phát thông tin. Nguồn thông tin, đó là các tín hiệu cần phát đi xa như âm thanh, hình ảnh, chữ và số. Đây là nguồn tín hiệu cần phải phát đi xa thì người ta gọi là nguồn thông tin. Xử lý tin, tức là khối gia công và khuếch đại các nguồn tín hiệu để nguồn tín hiệu này có một công suất đủ lớn. Mã hóa, những tín hiệu được xử lý có biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa phải được điều chế và mã hóa. Sau đó, hiện nay thì chúng ta thấy có hai loại mã hóa cơ bản, đó là mã hóa kỹ thuật tương tự và kỹ thuật số. Đường truyền, tín hiệu sau khi mã hóa, chúng được gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền đi xa. Những môi trường để truyền thông tin đó là dây dẫn hoặc cáp quang hoặc qua vệ tinh sóng điện tử. Như vậy, phần thu thông tin phần phát thông tin có nhiệm vụ đưa nguồn tin cần phát tới nơi cần thu. Nguồn tin, xử lý tin, điều chế mã hóa và đường truyền. Nguồn thông tin là nguồn tín hiệu cần được phát đi xa. Xử lý tin là gia công và khuếch đại nguồn tín hiệu. Và điều chế và mã hóa là những tín hiệu đã được xử lý có biên độ đủ lớn. Và đường truyền, đó là tín hiệu sau khi mã hóa thì đưa vào, gửi vào
đường truyền, đấy là môi trường truyền dẫn hoặc là sóng điện từ hoặc là các đường dẫn. Và đứng đường dây. Phần thu thông tin. Phần thu thông tin có nhiệm vụ thu nhận các tín hiệu đã điều chế, mã hóa, truyền đi từ phần phát, sau đó biến đổi tín hiệu thu nhận được trở về dạng tín hiệu ban đầu để đưa tới thiết bị đầu cuối. Các thiết bị đầu cuối đó là các thiết bị nghe nhìn, có thể là điện thoại, máy in, máy fax. Sơ đồ khối của phần thu thông tin. Nhận thông tin. Khối thứ hai là xử lý tin, khối thứ ba là giải điều chế và khối thứ tư là thiết bị đầu cuối. Sơ đồ khối của phần thu thông tin được mô tả như sau. Phần nhận thông tin, xử lý tin, điều chế và các thiết bị đầu cuối, các khối cơ bản. Nhận thông tin, tín hiệu đã phát được thu nhận bằng một tín hiệu hay một mạch nào đó, ví dụ như là anten hoặc modem. Xử lý tin là gia công và khuếch đại tín hiệu đã nhận được. Đấy là khối thứ hai. Khối thứ ba, thiết bị đầu cuối là khâu cuối cùng của hệ thống, ví dụ như loa, màn hình tivi, máy in, vân vân. Như vậy phần thu thông tin chúng ta có sơ đồ khối. Phần thu thông tin có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu đã mã hóa truyền đi từ phía phát, biến đổi ngược lại để đưa về thiết bị đầu cuối. Nhận thông tin, xử lý tin, giải điều chế mã hóa và thiết bị đầu cuối. Nhận thông tin, tín hiệu đã phát. Phần thu nhận bằng một thiết bị hay một mạch nào đó, ví dụ như là anten hoặc modem. Phần xử lý tin, gia công và khuếch đại các tín hiệu nhận được. Giải điều chế, giải mã, biến đổi tín hiệu về hình dạng ban đầu. Và thiết bị đầu cuối đó là các thiết bị cuối cùng của hệ thống. Nó có thể là những thiết bị như loa, màn hình tivi, in ra giấy, máy fax, vân máy in, vân vân. Các tiếng cáp quang nối vào Việt Nam từ biển. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta kết nối với thế giới bằng các đường cáp quang dày đặc. Điểm đỗ ở Việt Nam có thể là Vũng Tàu hoặc ở Đà Nẵng. Các tuyến cáp quang truyền dẫn và giúp đỡ phục vụ việc thông tin đến với tất cả thế giới. Tuyến MSV DUP3 nối Việt Nam với hơn 30 nước trên thế giới. Dung lượng là 320 GB cập bờ tại Đà Nẵng. Đây là tuyến MSV DUP3 cập bờ Việt Nam Đà Nẵng. Nó có thể đi tất cả các nước trên thế giới. Đây là một tuyến. Tuyến thứ hai là tuyến AAG, tuyến cáp đầu tiên nối Đông Nam Á với Hoa Kỳ, cập bờ tại Vũng Tàu, dung lượng là 29,5 GB, còn đang tiếp tục mở rộng. Đây là tuyến của các nước Đông Nam Á nối với Hoa Kỳ. Tuyến thứ ba là tuyến APG, vùng lãnh thổ châu Á Thái Bình Dương, dung lượng 43,8 GB cập bờ tại Đà Nẵng. Đây cũng là một tuyến quan trọng nối liền các vùng lãnh thổ châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indo, Malai. Tuyến cáp biển, chúng ta có thể hình dung tuyến cáp biển là những đường vận tải thông tin chi chít dày đặc, giúp cho việc thông tin giữa các quốc gia được thuận lợi. Và đây đa số là những tuyến cáp biển vận chuyển thông tin và phục vụ các nước tất cả trên thế giới không qua bằng đường biển. Tuyến AG nối Việt Nam
với Mỹ, Los Angeles thông qua Hawaii, Guam, các nước Philippines, Hồng Kông, Bangkok, Việt Nam, Singapore, Jakarta, Indonesia, Brunei và vụ cập bờ Việt Nam tại Vũng Tàu. Bản đồ khu vực các tuyến cấp truyền dẫn trong nội địa và khu vực. Đây là tuyến Việt Nam Trung Quốc với dung lượng là 120 GB đi qua Lạng Sơn. Tuyến thứ hai là tuyến Việt Nam Lào, Việt Nam Campuchia, dung lượng là 200 GB và sẽ còn mở rộng nữa. Như vậy chúng ta thấy sự nối đường tuyến dẫn cáp truyền dẫn trong nội địa và khu vực của chúng ta cũng rất là dày đặc. Còn với các tỉnh, chúng ta có đường dẫn trong nước dày đặc, tỉnh nào cũng có, và đường dẫn cáp quang này phục vụ cho việc thông tin giữa các tỉnh. Những thông tin từ nơi thu tới nơi phát hoặc từ nơi phát tới nơi thu có thể ở khoảng cách xa gần khác nhau. Tất cả các nguồn thông tin thu phát hợp thành một mạng thông tin quốc gia và toàn cầu. Và như chúng ta biết, mạng thông tin dày đặc phục vụ người. Hệ thống thông tin và viễn thông phục vụ đắc lực cho việc cho cuộc sống con người ở tất cả các quốc gia và mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho tất cả. Bài học đến đây là hết. Chúc sức khỏe và hạnh phúc. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.